trong chiều nay chúng ta có cơ hội để cùng nhóm thờ phượng Chúa với nhau. Trong cái bài 5 phút đức tin mà sau tuần có nói đến thì có đề cập đến một ngày lễ rất đặc biệt ở trong tháng 11 mà nhiều người trong chúng ta lại thường hay bỏ qua và ít biết, đó là lễ tạ ơn. Người ta ít nhớ đến lễ tạ ơn bởi vì có một cái ngày lễ khác nữa, nó chỉ sau một tuần lễ và nó dường như là chiếm trọn tâm trí của nhiều người, đặc biệt là các cô các bà, đó là ngày Black Friday, đó là ngày để mua sắm, ngày chúng ta có thể tận hưởng những cái món hàng rất là rẻ, siêu giảm giá. Nó cho chúng ta thấy lắm một cái điều quan trọng trong đời sống của chúng ta, đó là đôi khi chúng ta là những con người thích nhận lãnh hơn là thích tỏ lòng biết ơn. Chúng ta là những con người thích thụ hưởng hơn là nhìn thấy ơn của Chúa ban cho để chúng ta cảm tạ ơn Ngài. Đó là một trong những bản tính rất thường thấy ở con người. Nhưng chúng ta tin rằng những người tin Chúa, chúng ta lại có một cái nhìn hoàn toàn khác. Những điều thuộc về thế giới này là điều chúng ta vẫn có thể tận hưởng bởi vì đó là món quà Chúa ban cho. Nhưng trên tất cả những điều đó, chúng ta nên nhớ có một món quà rất tuyệt vời mà Chúa đã từng ban cho con người và chúng ta cần hướng về trên món quà đó để chúng ta có những thái độ biết ơn và sống cách xứng đáng. Món quà vô giá mà chúng ta đã từng được nghe trong những bài thánh ca vừa lúc nãy nói đến về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, Ngài là món quà mà Đức Trời đã ban cho con người. Chúa đã đến để đem đến sự thay đổi rất tuyệt vời ở trong đời sống của chúng ta. Một con người từ tội nhân, từ chỗ chết mất lại được trở nên một thánh nhân và tận hưởng những phước hạnh Chúa ban cho mình. Những con người sống trong tuyệt vọng, tối tăm và chết là đi đến sự thương ấm. Thì bây giờ chúng ta lại có một sự thay đổi hoàn toàn trong địa vị, trong tư cách, trong tình trạng chúng ta trong ngày cuối cùng. Qua đời lại được bước vào ở trong nên vinh hiển với Chúa và tận hưởng tất cả những điều Chúa ban cho chúng ta. Đây là những kết quả rất tốt, rất hữu ích, rất có giá trị mà chính sự giáng sinh Chúa Giêsu đã đem đến cho con người trong sự đến lần thứ nhất của Chúa. Nhưng chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu Ngài không chỉ đến một lần, nhưng Ngài sẽ tiếp tục để đến lần thứ hai. Và đó là điều mà tất cả chúng ta đang trông chờ, đó là những điều chúng ta đang hướng đến. Trong tương lai, Ngài Chúa chúng ta sẽ hồi lai, sẽ trở lại để tiếp rước mọi thánh của Ngài và hoàn tất chương trình cứu rỗi dành cho nhân loại, trong đó có mọi chúng ta ở tại đây. Và nó sẽ liên quan đến về số phận của con dân Chúa, những người tin Chúa thuộc về Ngài. Chúng ta là những kẻ còn sống trong thời kỳ đó, hay chúng ta là những kẻ đã qua đời rồi, thì tất cả chúng ta đều sẽ được chung hưởng phước với Chúa. Và đó là ý nghĩa của phần thánh kinh mà chúng ta đang nói đến trong buổi chiều hôm nay và trong những tuần trước nữa ở trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 từ câu 14 đến câu thứ 17. Đây là phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đã học biết Phao-lô đang giải quyết những nan đề, những khúc mắc, những bối rối, những lo âu ở trong đời sống của nhiều tín hữu. Khi người thân yêu của họ qua đời, họ lo ngại rằng không biết rằng như vậy thì số phận của người thân yêu họ sẽ như thế nào. Rồi họ còn cơ hội để gặp lại người thân yêu của mình hay không. Cách đây 3 tuần lễ, tôi làm lễ tang cho một em bé 12 tuổi và thành thật đó là một trong những tang lễ mà tôi phải rơi nước mắt. Vì một sự cảm động sâu sắc mà tôi phải đối diện ở trong tang lễ này. Một gia đình mà có một em bé 12 tuổi rất dễ thương, rất hiền, rất ngoan, nhưng lại mắc một cơn bạo bệnh và qua đời chỉ trong 4 tháng từ khi phát hiện bệnh. Và trong tang lễ đó, tôi thấy người mẹ đã nằm lăn dưới đất và không thể đứng lên nổi. Ngay trong cái tang lễ, làm lễ nhập quan, tôi cử hành lễ nhập quan mà người chồng phải bế người vợ lên trên lầu và không thể ngồi ở đó để mà giữ trọn cái buổi lễ nhập quan. Và ngay cả khi mà làm lễ di quan, cô cũng ngất xỉu tại nơi hạnh nguyện đó và không thể chịu nổi cảnh xa liền người con của mình. Và tôi hoàn toàn đồng cảm với những gì mà người phụ nữ này đang phải đối diện ở trong
tình cảm như thế. Ai nhắc chúng ta có một người con mà người con rất bé nhỏ, rất dễ thương, rất ngoan hiền mà qua đời trong tình trạng như thế, tôi nghĩ rằng không chắc chúng ta sẽ đứng vững được ở trong hoàn cảnh như vậy đâu. Nhưng cái điều mà chúng ta có thể học biết, và đó là điều mà tôi cũng nhấn mạnh rất nhiều ở trong lễ nhập quan và cả lễ hạ nguyệt, đó chính là niềm hy vọng ở nơi Chúa Giêsu. Ở trong Chúa chúng ta có một niềm hy vọng mà những người ngoài, những người không có Chúa, họ sẽ không bao giờ có được. Đối với họ, chết là chấm dứt, ngàn thu vĩnh biệt, và không bao giờ còn cơ hội để gặp mặt lại người thân yêu của mình. Nhưng với tất cả chúng ta là những người tin Chúa, những người đã nhận lấy món quà giáng sinh Chúa đã ban cho chúng ta lại có một hy vọng sống ở trong cuộc đời này và hy vọng trong cả cõi đời đời khi chúng ta bước vào ở trong nơi vinh hiển để gặp Chúa của chúng ta. Chúng ta có một niềm hy vọng của một sự sống lại và cả một sự tiếp nước mà Chúa sẽ dành ban cho hội thánh, tức là cô dâu mà Ngài đã nhận lấy làm của riêng Ngài. Và đây là những điều chúng ta đã được nói đến với nhau ở trong bài học buổi cách đây một tháng, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta nói đến những điều mà Phaolô ông trình bày về lẽ thật liên quan đến số phận của những người tin Chúa đã qua đời. Khi chúng ta mất người thân yêu của mình, khi người thân yêu đã qua đời, khi chúng ta vẫn còn sống, chúng ta còn cơ hội để gặp lại những người đó không? Và đến khi chúng ta đã nhắm mắt lìa đời, chúng ta có một cơ hội nào để chúng ta được bước vào trong nơi vinh hiển và gặp lại người thân của mình, gặp lại Chúa hay không? Đây là phần mà Phaolô ông đang diễn giải tất cả những lẽ thật rất quan trọng đó. Và ở đây trong câu 14, câu 15 phần 2 chúng ta đã dừng ở trong lần trước, nói về sự phục sinh của người tin Chúa. Đây là lẽ đạo đầu tiên rất quan trọng mà Phaolô ông nhớ mạnh trước khi ông nói đến lẽ đạo về hội thánh sẽ được cất lên trong ngày Chúa trở lại. Nếu không có sự sống lại, và sự sống lại đó không được thực hiện trên đời sống của cơ đốc nhân, thì như Phaolô nói, chúng ta là những kẻ rồ dại nhất ở trong cuộc đời này, bởi vì chúng ta tin nơi một đấng sống vì đấng đó, chết vì đấng đó, nhưng kết thúc cuộc đời mình lại chẳng có hy vọng gì ở đằng sau phần mộ cả. Đó là cả một sự ngu dại, đó là một sự lũa xả, đó là một sự khủng hoảng cho đời sống của chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa, bởi vì những điều này nó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì người tin Chúa sẽ được sống lại. Người tin Chúa sẽ được sống lại, được đề cập đến ở trong câu 14, 15 mà chúng ta đã học biết. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến khi Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Phaolô có đề cập đến hai lý do quan trọng, hay là hai minh chứng để đảm bảo rằng khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, khi người thân yêu chúng ta đã kết thúc cuộc sống trên đất, thì chúng ta sẽ chờ đợi trong mong và có sự đảm bảo về sự sống lại ở trong ngày cuối cùng. Hai minh chứng để đảm bảo cho lẽ thật cực kỳ quan trọng trong đời sống của người tin Chúa. Thứ nhất là điều mà chúng ta đã học ở trong lần trước, đó là sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúa chết và Chúa sống lại thì những kẻ tin Chúa đã chết và đã cũng sẽ được sống lại giống như Chúa của chúng ta, với một tình trạng hoàn toàn giống Chúa của chúng ta. Và đó là điều chúng ta đã được nói rất rõ ở trong bài học lần trước. Tiếp tục, chúng ta thấy rằng có một minh chứng thứ hai mà Phaolô ông cũng tiếp tục để nói đến ở trong phần thánh kinh này, đảm bảo cho sự sống lại của chúng ta, sự cất lên của hội thánh Chúa, đó chính là sự đảm bảo từ nơi lời của Chúa. Những điều mà Phaolô ông đang trình bày ở đây, chúng ta nên nhớ rằng đó không phải là theo ý riêng của ông. Người ta đang cố gắng để tìm biết được về thế giới tương lai của mình, tìm biết được số phận linh hồn của người đã qua đời bằng nhiều cách khác nhau. Những triết gia như Aristotle hay là Plato của Hy Lạp ngày xưa, nếu chúng ta trở lại trong những tác phẩm của chính họ, chúng ta sẽ thấy rằng một trong những chủ đề được nhắc đi nhắc lại rất nhiều, đó là vấn đề về nhân sinh, về vấn đề về sống chết, về sinh tử ở trong đời sống của con người. Người ta muốn luận về sau sự chết con người sẽ đi về đâu, tình trạng con người sẽ như thế nào, và đó là những triết gia họ cố gắng cậy ý của mình, khả năng của mình, tư duy của mình để giải quyết những vấn đề.
cũng có những con người mà chúng ta thấy rằng họ thuộc về thông linh học, nghĩa là những con người họ đang tìm cách để kết nối với thế giới bên kia, với những linh hồn của những người đã chết rồi, tìm cách như là những đồng phóng, như là những người có thể tìm thấy được cái ý muốn hay là sự trình bày nguyện vọng của những người đã qua đời. Và thông linh học họ đang cố gắng để móc nối giữa thế giới người sống và thế giới người chết, hầu biết được người đã chết họ như thế nào, tình trạng họ ra sao và họ đang mong muốn gì nơi đời sống của con người.